Hello, welcome you to my video. I'm going to share with you my experiences for learning English. Chào mừng bạn đã đến với video này. Và bạn biết không, trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn về con đường để giúp cho bạn chinh phục tiếng Anh tối ưu và hiệu quả nhất. Nếu như bạn đã từng xem một số những video trước đó từ ai đấy, họ chia sẻ với bạn về phương pháp học tiếng Anh, họ chia sẻ với bạn về những cái tài liệu học tiếng Anh, họ chia sẻ với bạn về những cái ứng dụng học tiếng Anh. Tuy nhiên bạn thấy rằng là vẫn còn lơ mơ, bạn chưa có rõ ràng và cũng chưa biết là nên bắt tay vào như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay đây, mình chia sẻ với bạn để giúp cho bạn có thể hiểu rõ hơn với 3 câu trả lời sau. Câu trả lời đầu tiên đó chính là bắt đầu học từ cái gì? Số 2 là học như thế nào? Chúng ta biết học từ cái gì rồi, nhưng nếu như không có cái phương pháp, không có cái quy trình để mà luyện tập, thì bạn biết không, tiếng Anh vẫn không cải thiện được đâu. Và cái câu trả lời số 3 là học ở đâu, được không ạ? Và thông qua cái phần chia sẻ này thì bạn sẽ có được cái lựa chọn đúng đắn cho mình. Và khi đó cộng thêm với sự quyết tâm của bạn nữa, thì chắc chắn từ cái thời điểm ngày hôm nay trở đi, tiếng Anh của bạn sẽ phát triển vượt bậc. Ok, và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Vậy thì cái câu hỏi số 1 đó chính là mình học tiếng Anh từ cái gì, đúng không ạ? Thì có rất nhiều những cái bạn nhắn tin cho mình rằng anh ơi, em hiện tại đang học cấp 2, cấp 3 mà kỳ thi ấy thì chưa bao giờ là qua được điểm trung bình. Bây giờ thì nên bắt đầu học lại từ đâu hả anh? Hay có những người mà đi làm rồi, trong cái môi trường của họ ấy, giao tiếp với đồng nghiệp, gặp gỡ thêm khách hàng hay là đối tác thì cần sử dụng tiếng Anh, nhưng họ không giao tiếp được và dẫn đến là công việc bị bế tắc. Và cái điều đó khiến cho họ cảm thấy rất là khó chịu. Hay có những cha mẹ thấy rằng là con nhà người ta thì sinh ra ấy, bố mẹ giỏi tiếng Anh nên đã giúp cho con của họ giao tiếp tiếng Anh rất là dễ khi mà còn nhỏ. Còn con của mình thì cũng có đi học ở trung tâm đấy, nhưng mà về con mình vẫn không nói được. Bởi vậy nên muốn học tiếng Anh để có thể đồng hành cùng với con tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu học từ cái gì đây? Và chia sẻ cho bạn một cái điều nữa, đó chính là bản thân mình đây. Mình học tiếng Anh từ lớp 3 và mình học đến đại học. Và các bạn biết là mình học cái gì không ạ? Mình học từ vựng, mình học cấu trúc ngữ pháp. Và sau cái quá trình mà học tập về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đó thì bắt đầu là bước vào những kỳ thi. Và những kỳ thi để kiểm tra xem là chúng ta có thể ghi nhớ được bao nhiêu từ vựng, ghi nhớ được bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp. Và sau đó sẽ cho điểm của bạn. Tuy nhiên thực tế là dù bạn có thể được điểm 8, điểm 9 hay thậm chí điểm 10, nhưng cái vấn đề là số người mà có thể nghe hiểu được tiếng Anh, số người có thể trò chuyện tiếng Anh được tự tin với bạn bè quốc tế là rất ít các bạn nhé. Bạn thử nhìn lại lớp học của bạn xem bao nhiêu người làm được điều này. Và rồi khi mà bạn đi làm, khi mà bạn có những cái buổi phỏng vấn, công ty người ta đòi hỏi là bạn cần có thêm năng lực ngoại ngữ, rồi lúc đó bạn có lấy cái bảng điểm của mình ra, bạn nói với họ rằng là anh ơi, chị ơi, em được 8 tiếng Anh đây này, em được 10 tiếng Anh đây này, tuyển em đi, hỏi em làm cái gì ha? Mà họ sẽ kiểm tra xem cái năng lực thực sự của bạn có sử dụng được hay không, đúng không ạ? Đó, nên là mình cũng đã từng học rất nhiều về ngữ pháp. Và mình đã nghĩ rằng là có thể ở trên trường thì lớp học nó đông và đào tạo không có kỹ được, nên là mình có đi học cái lớp học về ngữ pháp để mà được kèm cặp, được hướng dẫn chi tiết hơn. Và kết quả là gì? Kết quả là mình học cái lớp học đó 3 tháng thì mình chỉ học được 1 tháng thôi, và mình thấy não của mình nó không tiếp thu được, khó. Rồi mình đi học về TOEIC, và bởi vì mình nghĩ là TOEIC thì nó liên quan tới công việc, và có TOEIC thì ra trường tự tin hơn. Tuy nhiên là một cái người mới học bây giờ nghe TOEIC không có hiểu được, nó ở cái tầm cao hơn với mình rất là nhiều. Và sau đó thì mình đã bỏ cuộc, nhưng mà rồi mình đã tìm ra được cái con đường học tập. Và nhờ thay đổi con đường học tập đó mà từ một cái đứa không nghe nói được,
rồi là mỗi khi mà đến kỳ thi thì lo sốt vó và điểm thì thấp thậm tệ. Thì mình đã thay đổi, trở thành một người tự tin, giao tiếp trôi chảy. Điểm cải thiện, từ điểm D mình lên điểm B và điểm A nữa. Nên cái câu chuyện ngày hôm nay mình chia sẻ với bạn là từ chính cái trải nghiệm của bản thân mình ha. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Theo như những chuyên gia về ngôn ngữ thì không phải là bắt đầu từ cái việc là bạn học những cái cấu trúc ngữ pháp. Cái điều này có thể khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Ngày xưa mình đi học thì thầy cô mình nói là phải học ngữ pháp trước thì mới nghe nói được, đúng không ạ? Rồi là chúng ta phải có thật nhiều từ vựng thì nghe mới tốt, nói nó mới chuẩn được. Nhưng các bạn biết không, cái đầu tiên chúng ta cần phải học đó chính là bắt đầu từ kỹ năng nghe. Đơn giản, khi chúng ta học tiếng Việt, bạn bắt đầu từ kỹ năng nào ạ? Bạn học từ vựng à? Hay là bạn học cấu trúc ngữ pháp? Hay là bạn dành cái thời gian của mình để mình rèn luyện đôi tai, mình nghe trước và sau đó thì mình mới nói? Quá trình tự nhiên đó chính là nghe, nói, đọc, viết bạn ha. Còn nếu như bạn học ngược lại thì cái hành trình đó nó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và năm 2006, người ta đã thống kê và chỉ ra rằng 95% những người học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống thất bại, không nghe nói được và thậm chí là gì ạ? Học nhiều mà cũng như không học. Học là quên. Học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, không học không quên. Trời ơi, thế thì bạn học như vậy để làm cái gì? Đúng không ạ? Nên chúng ta học ở đây là để chúng ta phát triển cái ngôn ngữ của mình, để chúng ta sử dụng được nó vào trong cái cuộc sống, vào trong cái công việc. Nên bắt đầu là từ cái phần nghe bạn nhé. Nhưng mà nghe ấy thì không phải là bây giờ các bạn lên trên YouTube, lên trên những cái trang tin tức các bạn nghe những cái bản tin của họ đâu. Bởi vì trình độ chúng ta là trình độ mới bắt đầu. Và bạn hãy bắt đầu nghe từ những cái tình huống thông dụng và sử dụng những cái câu từ mà cơ bản thôi ha, để chúng ta dễ dàng tiếp thu hơn. Được chưa ạ? Nên chúng ta sẽ nghe từ những cái cơ bản nhất và những cái nó liên quan tới cái cuộc sống của mình, liên quan tới cái công việc thường ngày của chúng ta thì sẽ tuyệt vời nhất. Rồi, ok. Đấy, nên chúng ta bắt đầu từ kỹ năng nghe nhá. Đấy. Rồi, còn nghe cái tài liệu gì, luyện cái phần nào thì mình sẽ có cái phần hướng dẫn kỹ hơn cho bạn ở phía sau. Đúng không ạ? Nên bạn tiếp tục theo dõi video để mình có thể giải đáp cho bạn một cách chi tiết nhất. Được chưa? Đó. Vậy thì bạn biết rằng là chúng ta bắt đầu từ cái kỹ năng nghe rồi, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu từ cái phần âm thanh của mình rồi. Bởi vì cái âm thanh của chúng ta nó mà kém ấy thì chúng ta không thể hiểu được người ta nói cái gì cả. Đấy, nên đương nhiên là phần nghe thì nó sẽ kèm theo phần phát âm. Phần nghe thì nó sẽ kèm theo là phần từ vựng cơ bản. Đúng không ạ? Đó. Và chuyên gia về ngôn ngữ thì họ sẽ nói rằng là chúng ta không học quy tắc ngữ pháp. Và bây giờ mình mời bạn xem một vài những cái chia sẻ ngắn từ những chuyên gia ngôn ngữ trên thế giới nhé. For excellent English speaking. Now this one I think is going to be your favorite. Never again study grammar rules. Woohoo! You're finished with grammar. No more. Never study grammar rules. But grammar in its essence is actually very easy to understand. And very often we pick up a book, a language book, a grammar book, and we're hit with all kinds of rules and explanations and gerunds and predicates and intransitive and I don't know what. And it's intimidating, but it needn't be. Vậy thì không học quy tắc ngữ pháp chúng ta học cái gì? Chúng ta sẽ thông qua những cái cụm từ, chúng ta thông qua những cái tình huống để chúng ta có thể nhận biết những cái ngữ pháp đó. Chứ bạn không cần phải học những cái cấu trúc ngữ pháp rồi bạn cố gắng ghi nhớ, điều đó không hiệu quả ha. Được chưa? Rồi cái câu trả lời số 2 nữa là cái phương pháp chúng ta học như thế nào, đúng không ạ? Rồi vậy thì chúng ta sẽ thực hành kỹ năng nghe như thế nào? Thì nghe ấy, nó có hai cái dạng thức, một là nghe bị động, hai là nghe chủ động. Thì bạn sẽ dành cái thời gian của mình hàng ngày nha, để chưa? Mình tập trung để phát triển khả năng nghe hiểu của bạn. Và thông qua khả năng nghe hiểu đó, bạn sẽ phát triển thêm được về cái lượng từ vựng của mình. Thì bạn sẽ cần phải nghe một cách chủ động. Và nghe chủ động thì có 6 cái bước quan trọng mà mình được đào tạo từ thầy Nguyễn Quốc Hùng MBA.
là một chuyên gia dạy tiếng Anh về giao tiếp trên sóng truyền hình VTV2. Và mình cũng sẽ chia sẻ với bạn kỹ hơn ở phần sau, tức là cái phần học ở đâu ha. Đó, vậy thì tiếp nữa, đó chính là bạn cần phải học để sửa lại cái phát âm của mình đi. Trước đến nay chúng ta không có chú ý về phát âm, chúng ta không có sửa phát âm, mình sai tùm lum. Và cái việc mà bạn phát âm sai đó, khi bạn nghe mà không có hiểu được đâu ha. Rồi khi bạn nói bạn không có tự tin vì mình nói sai mà, đúng không ạ? Nói sai người ta không hiểu, lúc bây giờ các bạn bối rối luống cuống liền. Nên chúng ta phải sửa từ cái phần đó nữa. Còn ngữ pháp bạn yên tâm đi, ngữ pháp của bạn nó cần một cái thời gian để chúng ta nhận biết nó. Và khi đấy ngữ pháp nó phát triển rồi thì cái việc mà bạn có học những cái ngữ pháp trên trường của bạn nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn nếu như ngày hôm nay bạn vẫn tiếp tục, bạn lao theo cái con đường cũ, bạn vẫn tiếp tục gồng mình lên để bạn học về những cái từ vựng đơn lẻ, học những cái cấu trúc ngữ pháp, thì bạn biết không, số phận tiếp theo là gì? 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, tiếng Anh của bạn the same, nó vẫn như cũ thôi, không thay đổi được đâu bạn nhé. Vì cách làm cũ không thể đạt kết quả mới được. Đó bạn. Và cái điều số 3, có thể bạn đang rất là mong đợi điều này rồi, đó là mình sẵn sàng rồi, đúng không ạ? Bây giờ mình bắt đầu từ đâu, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn như này, là mình đã là một người từng học tiếng Anh và mình biết cái cảm giác mà khi bạn không biết phải nên học như thế nào, bạn đã bị bế tắc trong cái hành trình luyện tập, thì bạn cần phải có những cái sự hướng dẫn rất là chi tiết, như là cầm tay chỉ việc cho bạn. Bởi vì vậy nên mình tạo ra một cái khóa học. À, cái khóa học này là khóa học đột phá tiếng Anh 7 ngày hoàn toàn miễn phí bạn nha. Đấy. Bởi vì mình không có thói quen là bán cái khóa học hay là bán bất cứ cái điều gì cho những người mà không hiểu hay cho những người mà lạ. Và mình muốn chia sẻ với bạn cái khóa học này miễn phí để bạn hiểu được là chúng ta cần phải học tập như thế nào cho hiệu quả. Còn sau khi bạn hiểu mình rồi, bạn cảm thấy cái hướng đi đó nó phù hợp với bạn rồi, nó thực sự giúp cho bạn cải thiện được tiếng Anh, thì bạn có thể tham gia vào chương trình chuyên sâu sau. Nhưng cái thời điểm này thì mình gợi ý bạn đó là hãy bắt đầu từ khóa học 7 ngày đột phá tiếng Anh miễn phí, để mình chia sẻ với bạn chi tiết hơn nữa. Khi mà bạn luyện tập phần âm, mình sẽ chia sẻ với bạn, bạn sẽ luyện tập âm nó gồm có những cái gì này, luyện tập âm thì cái bí quyết là gì để mình có thể chuẩn hóa được phần âm nhanh hơn này ha. Đó, và bạn sẽ chuẩn được cái phần âm đó với một cái lộ trình rõ ràng ha. Tiếp theo, khi bạn luyện tập về phần từ vựng này thì bạn học theo cái phương pháp khoa học là gì, đúng không ạ? Cần những cái yếu tố nào để bạn có thể là sử dụng được cái từ vựng đó và bạn học từ vựng đó nhanh hơn nhá. Rồi tiếp theo, bạn học cái cách để bạn cải thiện kỹ năng nghe, đúng không? Mình chia sẻ bạn 6 cái bước quy trình nghe chủ động ha. Và cái tài liệu mà bạn sẽ áp dụng để mà cải thiện kỹ năng nghe chủ động, nó sẽ có ở trong một cái chuyên đề trong cái khóa học 7 ngày đó. Rồi bạn muốn cải thiện để bạn giao tiếp trôi chảy, đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ có cái chuyên đề chuyên sâu về cái phần này, và mình chia sẻ bạn kỹ từng bước một để bạn có thể làm được. Rồi cái kế hoạch để bạn học tiếng Anh hàng ngày cũng sẽ có ở đó. Nên ở đây, hãy tham gia khóa học 7 ngày đột phá tiếng Anh miễn phí trước, được không ạ? Đó. À, như vậy thì chúng ta đã nắm được, một là học cái gì, hai là học thế nào, và ba là học ở đâu, đúng không ạ? Bắt đầu từ cái khóa học 7 ngày miễn phí, mình sẽ để cái đường link ở trong phần mô tả, đấy chưa? Bạn bấm vào đường link đó, điền email ha, điền tên của mình, sau đó bạn check email nhé. Nếu trường hợp bạn đã đăng ký xong mà bạn check email ấy mà bạn chưa thấy ở trong cái mục hộp thư đến, thì bạn làm giúp cho mình, đó chính là bạn vào mục thư rác ha, đấy chưa? Hoặc là gọi là spam nhé. Một số điện thoại chúng ta dùng ngôn ngữ tiếng Anh, đó là mục spam hay là mục thư rác, hoặc là mục quảng cáo, đó ạ. Bạn check kỹ trong mục đó cho mình thì nó sẽ có thể nằm ở trong hai mục đó, đó ạ. Và nếu như trường hợp bạn check mà nó chưa có ra thì bạn nhắn tin qua Facebook cho mình, mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho bạn để bạn có được cái bước đầu thuận lợi nhất, được không ạ? Ok nhá. Và đồng thời, ngày hôm nay là cái ngày mà quan trọng đối với bạn, để bạn quyết định mình chinh phục tiếng Anh thành công, thì bạn hãy comment cho mình cái thời điểm mà bạn xem video này xong, cái ngày, cái tháng, cái năm của bạn, và đặt ra cho bạn một cái mục tiêu
trong khoảng thời gian có thể là gì ạ? 1 năm tới hoặc là 2 năm tới tùy bạn, đó ạ. Để bạn có thể giao tiếp tiếng Anh tự tin, chúng ta cần có sự quyết tâm, đúng không ạ? Nên hãy bắt đầu ghi xuống cái thời điểm này để chúng ta có cái sự quyết tâm của mình. Và hãy xem lại sau 1 năm sau, sau 2 năm sau, cái thời điểm bạn xem cái video này thì mọi thứ sẽ như thế nào bạn nhé. Chúc bạn thành công.